Hôm nay em sẽ hướng dẫn quý khán giả cách sử dụng thư mục trên điện thoại iPhone. Thì trên điện thoại iPhone á, nó có những cái thư mục, ví dụ như đây là thư mục tiện ích. Thì trong cái mục tiện ích này nè, anh chị sẽ thấy ghi âm, la bàn, ứng dụng đo kính lúp và máy tính. Nó rất là gọn gàng, thay vì là anh chị có thể mang những cái ứng dụng này ra ngoài, nhưng mà nó nằm rất là nhiều ở ngoài màn hình như thế này, thì anh chị có thể mang vào trong thư mục để cho anh chị quản lý nó tiện dụng hơn. Ví dụ như anh chị có nhiều ứng dụng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Viber, vân vân, anh chị muốn dồn lại một chỗ thì anh chị làm cách sau đây. Tạo thư mục thì rất là dễ thôi. Ví dụ như anh chị muốn mang nhiều ứng dụng vào bên trong một thư mục y chang như thế này, thì anh chị nhấn giữ cho ứng dụng này nó lắc lư. Sau đó anh chị nhấn một ứng dụng, anh chị kéo xuống và anh chị lấy tay anh chị chọn hết những cái ứng dụng còn lại. Nghĩa là anh chị có thể là di chuyển trang nè để anh chị chọn ứng dụng. Sau đó thì anh chị lôi vào trong một cái ứng dụng khác như thế này. Lôi vào. Lúc này thì ở đây nó sẽ có một cái dòng tên. Chẳng hạn như đây là những cái ứng dụng ngân hàng thì anh chị đặt là ứng dụng Ben chẳng hạn. Sau đó anh chị bấm xong. Và anh chị bấm ra ngoài khoảng trống. Và bấm xong ở trên cùng một lần nữa. Vậy là đã hoàn thành. Vậy là anh chị đã hoàn thành một cái thư mục ở đây. Anh chị thấy nè, ở trong đây nhiều ứng dụng thì anh chị thấy ở đây nó sẽ có nhiều dấu chấm, nghĩa là nó có 3 trang, 1 trang, 2 trang và 3 trang, ví dụ như vậy. Rất là dễ thôi. Và anh chị lưu ý là anh chị có thể đổi tên những cái thư mục này bằng cách là anh chị nhấn cho nó lắc lư lên. Sau đó anh chị bấm vào trong thư mục, anh chị đổi tên này. Chẳng hạn như anh chị đổi tên gì cũng được, hoặc là anh chị thêm tích cơ vào cũng được. Anh chị thêm tích cơ nè. Rồi, anh chị bấm ra ngoài khoảng trống, bấm xong. Vậy là xong, rất là đơn giản thôi. Và anh chị muốn đã di chuyển vào bên trong thư mục, bây giờ anh chị muốn di chuyển ra ngoài thư mục, thì anh chị chỉ cần nhấn cho nó lắc lư lên. Sau đó thì anh chị bấm vào thư mục, anh chị chọn một cái ứng dụng, anh chị kéo nhẹ xuống. Sau đó anh chị bấm vào trong thư mục một lần nữa, và anh chị chọn hết những cái ứng dụng mà anh chị cần lôi ra ngoài. Anh chị chọn hết. Sau đó anh chị bấm ra khoảng trống, và anh chị buông tay ra, và anh chị bấm xong. Vậy là anh chị đã hoàn thành trên chiếc iPhone của mình. Và anh chị có thể xóa những cái thư mục mà anh chị đã tạo bằng cách là anh chị nhấn giữ cái thư mục đó. Sau đó anh chị bấm vào cái chữ xóa thư mục. Anh chị bấm xóa khỏi màn hình chính. Vậy là xong. Và nếu như trong quá trình xóa đó anh chị lỡ xóa một vài ứng dụng, thì anh chị yên tâm, anh chị vuốt từ phải qua trái đến cuối cùng, thì anh chị sẽ thấy cái thư viện ứng dụng và những cái tiện ích, những cái ứng dụng của anh chị nó đều nằm ở đây. Bây giờ anh chị xóa mất một cái ứng dụng nào đó mà anh chị không biết ứng dụng đó nằm ở đâu, thì ví dụ như ghi âm, thì anh chị bấm vào chữ ghi âm, anh chị nhấn giữ nó, nhấn giữ, và anh chị lôi ra ngoài cái mục ghi âm như thế này. Sau đó anh chị bấm xong. Rất là đơn giản. Những cái cách mà em hướng dẫn là rất là thực tế, hàng ngày em hay chỉnh cho khách hàng. Và em đã bán điện thoại nay đã là 13 năm. Kèm với đó em là người trực tiếp nhận máy sửa chữa cho khách hàng. Nên anh chị yên tâm, những cái em chia sẻ hoàn toàn là thiết thực với đời sống của các anh chị luôn. Chứ em không có tìm hiểu ở trên mạng như các bạn trẻ hay đi copy lại. Và em là người trải nghiệm thực tế và em hướng dẫn cho anh chị là chính xác và đúng 100%. Ngoài ra trong quá trình sử dụng iPhone thì một số cái ứng dụng mà anh chị không xài ở Việt Nam á, thì anh chị nhắn giữ cho nó lắc lư lên. Ví dụ như cái ứng dụng TV anh chị không dùng nè, anh chị có thể bấm xóa nó, xóa mắt nó luôn, thì anh chị bấm vào cái chữ màu đỏ nè, rồi bấm xóa. Rồi anh chị bấm xóa trong cái chữ podcast, mấy cái ứng dụng này anh chị không dùng thì anh chị cứ xóa.
và đặc biệt là những cái ứng dụng nào mà anh chị không biết nó là ứng dụng gì và anh chị không có nhu cầu dùng tới thì anh chị cứ xóa thoải mái, anh chị đừng có sợ. Bởi vì sao? Bởi vì mình xóa được thì mình tải lại được, rất là đơn giản thôi. Đây, ứng dụng iTunes to em có thể xóa luôn. Anh chị lưu ý là khi xóa vào cái chữ màu đỏ là nó mất luôn, còn xóa vào cái chữ màu xanh là nó còn. Anh chị muốn biết nó còn hay không thì anh chị vào trong thư viện ứng dụng nè, anh chị bấm vào đây. Và ở đây nó có cái chữ iTunes to, nó vẫn còn, anh chị thấy không? Hoặc là trong thư viện ứng dụng anh chị bấm chữ iTunes to là nó ra. Hoặc là ở trong cái mục trang màn hình chờ như thế này thì anh chị bấm vào chữ tìm kiếm ở đây, anh chị bấm iTunes to là nó cũng ra. Và anh chị cứ nhắn giữ nó, nhắn giữ một hồi xong rồi anh chị lôi ra ngoài thôi, rất là dễ. Còn một cái cách lôi nữa là ví dụ như anh chị xóa đi, anh chị xóa, bây giờ bấm vào tìm kiếm iTunes to anh chị nhắn giữ, sau đó anh chị bấm vào thêm vào màn hình chính là nó thêm vào màn hình chính. Có rất là nhiều cách, thì đây là những cái cách cơ bản nhất anh chị sử dụng iPhone nhất định phải biết để anh chị tự sửa lỗi, tự tìm kiếm ứng dụng của mình mà không cần phải thợ, cũng không cần phải nhờ ai. Và anh chị còn có kiến thức chuyên sâu về cách sử dụng iPhone nữa. Và một điều nữa là anh chị có thể xóa hết những cái ứng dụng này. Khi mà anh chị xóa thì thường nó sẽ còn nằm ở đây. Còn nếu như mà anh chị sắp xếp, sau khi anh chị sắp xếp xong, anh chị thấy nó lộn tùng phèo hết và anh chị muốn nó quay trở lại mặc định về như cũ, thì mình chỉ cần vào trong mục cài đặt, vào trong mục cài đặt chung, kéo xuống cuối, chọn chuyển hoặc đặt lại iPhone, chọn đặt lại, chọn đặt lại bố cục màn hình chính, chọn đặt lại màn hình chính và anh chị trở lại. Lúc này ứng dụng trên màn hình của anh chị đã trở về mặc định. Và đây là cách sử dụng các cái mẹo về thư mục, cũng như là các cái mẹo về di chuyển, cũng như là tìm ứng dụng trên iPhone mà anh chị cần biết. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành.